Ôi, chú Xin, chú Xin. Em đang chẳng thể học gì ạ? À? Mệt quá, hôm nay mẹ chị ốm nên chị đi học muộn quá. Ôi, cảm ơn em nhá, em đúng là bạn tốt của chị thôi. Tôi chỉ cần trực đường nhanh thôi, cô sắp hỏi lớp rồi. Hôm nay sao massage đến muộn thế nhở? Ủa? Hôm nay là hôm nay chúng ta có massage sao massage đến muộn thế nhở? Chết rồi, tôi đáng bước vào. Nhìn đây, có massage đến muộn. Ôi, chú Xin, chú Xin. Em đang chẳng thể học gì ạ? À? Mệt quá, hôm nay mẹ chị ốm nên chị đi học muộn quá. Ôi, cảm ơn em nhá, em đúng là bạn tốt của chị thôi. Tôi chỉ cần trực đường nhận nhanh thôi, cô sắp hỏi lớp rồi. Hôm nay mẹ chị ốm, thế là chị mới đi học muộn đấy chứ. Thế là chị phải đi ra mua đồ ăn sáng cho mẹ chị. Em chị bảo trời ơi, đây là ngày chủ nhật của chị rồi. May quá của em ạ. Lau hết bảng của chị rồi đúng không? Đấy, chị quét lúc cái lớp này vào, không vào là vừa. Chứ không á, chị là chị phạt á, chủ nhật cả tuần thì chết. Ôi, có bạn tốt đấy, thật vui đó. Trời ơi, hay quá. Em học sớm à? Em lau lại cho chị cái bảng ấy nhá, cho sạch vào nhá. Cô là cô cẩn thận lắm ấy, bẩn bảng là cô không đồng ý đâu. Còn một tí nữa là xong rồi, mình quét là xong thôi. May quá cô Phương Xin. Đấy, lúc nào cũng phải có một người bạn thân như thế chứ, để lúc mà mình có chuyện gì bạn ấy sẽ giúp đỡ mình. Có bạn thân thật tuyệt.